Mà sao hôm nay chị đi đâu mà em gọi chị không được, nhắn tin cũng không được luôn. Em định qua rước chị á mà em không biết chị đang ở đâu luôn á. Chị đi với bạn thôi. Mà bạn chị anh Bình đúng không? Sao vậy? Bây giờ em cũng muốn biết chị đi với ai nữa hả? Em đã từng biết chị bị cái cảnh bị tra khảo đi đâu làm gì với ai mà bây giờ em cũng đối xử với chị như vậy nữa hả bác? Không phải chị, ý em không phải vậy. Thực ra em chỉ muốn quan tâm chị thôi. Nhưng mà tại cả ngày hôm nay em không tài nào liên lạc được với chị hết. Có một người từng nói với em á, trong một mối quan hệ, nếu một người không nói, một người không hỏi, khoảng cách sẽ dần tăng lên. Và em không muốn khoảng cách của mình càng ngày càng tăng lên đâu chị. Tin hot, tin hot. Bây giờ không có tin nào mà hot bằng cái tin của nhà tao hết á, nên là đừng có làm lố. Thì đúng rồi, là tin nhà mày đó. Sao? Tin nhà tao sao? Thì... thì cái tin... vậy đó. Ủa vậy hả? Mày nói sao? Cái gì? Mày đừng có nói là mày lại đi ra ngoài ngoài cái ai biết nữa nha. Tao đã dặn mày với cô Út rồi, chuyện này tạm thời cứ giữ bí mật đi. Có gì để tao lựa lời tính cho. Chứ cái gì? Tao nghĩ cho mày tao mới làm chuyện này đó. Chuyện gì? Chuyện gì? Cụ thể là mày đã làm cái gì rồi? Tao biết á là mày rất là khó nói, mày không có nói được chuyện này đúng không? Ừ. Nên tao với anh Đạt đã nói chuyện này cho ba chứ ba nội biết. Té tao. Mày nói cho ba. Lui lui hả? Lui. Tụi lại té tao bây giờ. Khoan. Ba với nội nói sao? Bây giờ mày nhìn nè, anh Bình với anh Bách có liên quan với nhau không? Không. Mà Uyên nó yêu ai? Nó yêu anh Bình bao nhiêu lâu như vậy? Thì mày hiểu là anh Bách nó không có liên quan gì tới cái người mà nó thích được rồi. Thì bây giờ hai người cũng sẽ không tới được đâu với nhau đâu. Bây giờ còn để cho hai người, một người là em của tao, một người là bạn của tao, không đi đâu được với nhau rồi hai đứa nó khổ. Tao đưa người ngoài tao có nhìn vậy thôi hả? Thì làm gì khó tính vậy? Còn trẻ mà. Ủa? Cô My xinh đẹp hiện đại đâu rồi? Mẹ chồng gì không có tính gì đó. Tao thấy tao nghĩ vậy là đúng. Tao phải chặn ngay từ đầu luôn á, là mới tình yêu say nắng thôi. Người ta chia tay người ta không có đau khổ. Rồi để tới lâu già rồi hả? Cuối cùng nhận ra là không có đến đâu được với nhau đó thì sao? Tới lúc đó hả? Không được, không được là không được. Mẹ chồng nắng sâu.